Hello mọi người nhé, vậy là đến bây giờ chúng ta cũng có cơ số những cái nguồn thông tin về phiên bản sắp tới phiên 1.6 của chúng ta. Mọi người có thể theo dõi thêm ở trên fanpage cũng như trên TikTok kênh Frontpie của mình nhé. Thì bây giờ từ những cái nguồn thông tin đó, video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau dự đoán về cái nguyên tạch sắp tới để mà chúng ta có thể tích cho Alexinor, cái nhân vật năm sau mới sẽ xuất hiện ở cái banner nửa đầu phiên 4.6. Mình cũng đã liệt kê một cái bảng như mọi khi như mọi người thôi. Đây thì chúng ta sẽ chia vào hai phần, nửa cuối 4.5 là sắp tới của chúng ta cũng như là nửa đầu 4.6 mà có Alexinor. Đầu tiên sẽ là cái timeline ở 4.6 trước đã. Chúng ta sẽ update phiên 4.6 vào ngày 24 tháng 4. Phiên 4.6 sẽ kết thúc vào ngày 4 tháng 6. Và banner ở đầu sẽ kết thúc vào ngày 14 tháng 5. Thứ ba ngày 14 tháng 5 nhé mọi người nhé. Ok là banner của 4.5 thì chúng ta sẽ có hai cái event phụ. Mỗi event sẽ là 420. Cái chúng ta biết rồi. 420. Ok, 810 đúng không? Bây giờ sau nửa đầu 4.6 chúng ta sẽ có update 4.6. Update sẽ có 600 nguyên thạch này. Hai lá thư, mỗi lá thư 300. Đây là ngày chúng ta sẽ có 60. Nhân với cả 21. Ok. Ô, và từ từ. Ê, banner nửa cuối thì chúng nó cũng có daily ngày mà ta. Đèn xuống một dòng nữa. À, thôi cũng được. Đây, daily ngày cho trên này đi. Đây, thu vào. Ok, daily ngày cái này nửa cuối cũng có 21 ngày mà. Đúng không? Ok, lần phun xa thì chúng ta sẽ chỉ trả qua cái lúc ngày 1 tháng 5 một lần lao hoàn thôi. Còn cái lần lao tiếp theo sẽ rơi vào ngày 15 tháng 5 hoặc 14 gì đấy. Là tầm 14 là đúng vào lúc mà chúng ta bắt đầu banner rồi. Chúng ta sẽ không còn có cơ hội để mà chơi nó cái lao hoàn kia nữa. Chúng ta sẽ chỉ nhận một lao hoàn cho mọi người full sao. Quét Alexinor sẽ có 60 này. Quét của Sino phần 2 sẽ có 60 này. Thất thiết là tượng, địa điểm di chuyển với cả bí cảnh. Mỗi lần mở chúng ta sẽ được nhận nguyên thạch. Thì mình lấy được nguồn thông tin là nó sẽ tầm 120. Quét thế giới thì sẽ tầm 210. Dương ở tầm 1000 đi. Thành tựu mình nắm được là đang là để 300. Khá nhiều thành tựu bởi có map mới mà. Test nhân vật 5 sao thì chúng ta sẽ có. Ồ, thế thì nửa cuối cũng có. Nửa cuối 4.5 cũng có test nhân vật 5 sao mà. Là New Villette và Kazuha. Ồ, thôi mình thêm dòng hơi nhiều. Thế mình sẽ cho đây đi nhá. Đại biệt đề 80 nhá. 80 bao gồm có Alexinor ở 4.6 này. Với một nhân vật 5 sao nữa ở 4.6 này. Ngoài ra thêm 4.5 sẽ có Kazuha với cả New Villette nữa. Tổng là 80, ok chưa? 4 nhân vật 5 sao nhân 4 lên, 4 x 20 sẽ 80. Level thất thiền tượng hiện tại chúng ta đang có ở level là level 8. Bởi vì 4.6 sẽ có map mới, nó sẽ có những cái số thủy thần đồng cuối cùng để cho chúng ta up nốt 2 level nữa. Mỗi level sẽ được 60 nguyên thạch, tổng sẽ 120. Đài phun nước bên phun thên tầm khoảng còn 320 nữa. Ok là về event 4.6. Event phụ 4.5 nó trên này rồi nhá. Event 4.6 này thì chúng ta có một event chính và một event phụ. Tổng là sẽ bằng 1000 cộng với cả 420 đúng không? Rồi, khi mã update 4.6 chúng ta sẽ nhận được thêm một cái code nữa là code 60. Ở shop reset của tháng 5, tháng 5, 11 tháng 5 chúng ta sẽ có shop reset luôn, sẽ có 5 cục hồng. Thì mình sẽ nhân lên với cả 160 nguyên thạch thôi nhá, cho nó đổi ra nguyên thạch đi. Với lại, event với điểm danh, cái này thì mình sẽ cho nó tầm khoảng 200 đi. Dư rôi ra tầm 200. Event với cả điểm danh, ok chưa? Dư ra thôi nhá, có thể dao động, con số này không ước được. Rồi bây giờ mình sẽ xăm cho mọi người hàng xăm. Chúng ta sẽ có 9.310 nguyên thạch. Bằng cái này mình chia cho 160 chúng ta sẽ có bao nhiêu? 58 cục. Uầy. Ngoài ra nếu mà mọi người chơi thẻ tháng nữa thì chúng ta sẽ nửa cuối và nửa đầu coi như là 21 ngày coi như là một phiên bản đi. Thì sẽ cộng thêm 26 cục nữa. Bằng 58 cộng với cả 26. 82. Thêm nữa mọi người nếu mà chơi Battle Pass nữa. Battle Pass thì nó được cộng thêm tổng khoảng 8 cục thôi. Con trò đây không ta? Vì chúng ta đang bị kiểu phân giữa hai phiên bản với nhau ấy. Thôi mình không trò đây nhá. Cái Battle Pass thôi nhá, bỏ qua nhá. Ờ thế là chúng ta có 82 cục. Ok, nếu mọi người nạp thẻ, nếu mọi người FHP mọi người sẽ có 58 cục. Nhiều cũng hòm hòm đấy. Nói chung là đủ lấy Alexinor. Còn để chấn hay không ấy thì còn tùy thuộc vào cái việc mọi người hiện tại mọi người đang có bao nhiêu nguyên thạch ở trong cái túi của mình nữa. Okay, cái này mình chỉ tính cho cái từ nửa cuối 4.5 và đến nửa đầu 4.6 thôi. Ôi là chưa? Ôi đó là cái dự trù trước của mình nha. Còn nếu mà để kỹ càng hơn thì chúng ta sẽ đợi cái buổi live stream phiên 4.6 để mà có thể có một cái bảng kỹ hơn cho mọi người để 4.6 chúng ta sẽ có bao nhiêu thành vì nửa cuối chúng ta có còn nhiều nữa mà. Mong sẽ video này sẽ giúp cho mọi người có một cái kế hoạch cụ thể để chúng ta có thể lấy Daddy Alexinor của chúng ta. Ok, hẹn một video tiếp theo nhé. Bye, see ya.